Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, trong hai ngày 13 và 14 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Tại tỉnh Quảng Bình, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên trong đoàn đến dâng hương dâng hoa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba lỗi lạc của Việt Nam và thế giới, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Đến dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử Hang Tám Cô và đền thờ các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng thuộc địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn tỏ lòng thành kính biết ơn trước sự anh dũng hy sinh của 8 liệt sĩ thanh niên xung phong quê huyện Hoàng Hóa cùng hàng nghìn liệt sĩ là bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ mở đường, bảo đảm giao thông trên con đường 20 Quyết Thắng trên dãy Trường Sơn hùng vĩ để giữ vững huyết mạch giao thông, chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất non sông liền một dải. Đoàn cũng đã đến dâng hương viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Sặng, quê thành phố Thanh Hóa, đã hy sinh tại hang Y Tá, dốc Ba Thang trên con đường 20 Quyết Thắng. Tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên trong đoàn đến đặt vòng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và đài tưởng niệm trung đội Mai Quốc Ca bên dòng sông Thạch Hãn. Trong không khí thành kính trang nghiêm, đoàn công tác của tỉnh đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn trời biển của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân. Các thành viên trong đoàn công tác đã thắp những nén nhang thơm lên từng mộ phần liệt sĩ. Trước anh linh các liệt sĩ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa bày tỏ nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, quyết tâm đưa Thanh Hóa ngày một phát triển đi lên, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030. Tại những nơi đến viếng thăm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trân trọng cảm ơn cấp ủy chính quyền và nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã thường xuyên quan tâm chăm sóc mộ phần các liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lưu ý các ngành, các cấp trong tỉnh cần quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thường xuyên chăm lo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình có công với cách mạng, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Thưa quý vị và các bạn, những người có uy tín chức sắc tôn giáo được ví như cánh tay nối dài giúp Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bằng uy tín, sự gương mẫu đi đầu, những người có uy tín chức sắc tôn giáo đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội, thực sự là chỗ dựa quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Trước đây, 7,8 hectare đất sản xuất của thôn Xuân Thành, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, trồng mía và lúa với diện tích manh mún nhỏ lẻ. Thực hiện chủ trương về tích tụ tập trung đất đai, ông Lê Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Xuân, đã tích cực vận động người dân thực hiện dồn điền đổi thừa. Từ chỗ, mỗi hộ gia đình có từ 5 đến 8 mảnh đất, giờ chỉ còn 1 đến 2 mảnh, tập trung thành những thửa lớn để thuận lợi trong phát triển kinh tế. Khi mà được chấp hành được cái chủ trương chính sách của Đảng á, thì là
trong hợp tác trưởng thôn và cán bộ trong thôn đó đã tuyên truyền cho nhân dân là nhất trí 100% để trồn đường để sửa để làm cho thân thiện. Muốn làm tốt cái vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các đồng bào dân tộc, trước hết bản thân mình mà phải luôn luôn gương mẫu và cái gì mình cũng phải đến với bà con nhân dân tâm tư tình cảm để là mang tính tuyên truyền cũng như là động viên, mang tính tâm tư tình cảm để bà con chấp hành theo cái đường lối chủ trương của Đảng. Không có hành vi chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, không có mâu thuẫn tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Đây là những tiêu chí được linh mục Trần Xuân Mạnh, quản xứ Phúc Lãng kêu gọi giáo dân thực hiện khi xây dựng trong mô hình xứ đạo bình yên, gia đình hạnh phúc. Nhờ vậy, tình hình đời sống nhân dân, an ninh trật tự của giáo xứ Phúc Lãng luôn giữ vững ổn định. Người giáo dân Thanh Hóa cũng cố gắng thực hành cái lời khuyên dạy của Đức Giáo Hoàng, đó là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Các linh mục chúng tôi cũng đã cùng với giáo dân rất là vui mừng được đóng góp phần mình vào các cuộc vận động và phong trào của nhà nước cũng như của mặt trận Tổ quốc. Từ khi xây dựng cái mô hình này thì nói chung cái tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội ở trong thôn xóm là đảm bảo. Nhân dân rất đồng tình cao trong việc tức là xây dựng cái chế đạo bình yên, gia đình hạnh phúc. Những năm qua, những người có uy tín chức sắc chức việc trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa bỏ dần phong tục tập quán lạc hậu hay hưởng ứng thực hiện 7 nội dung tốt đời, 3 nội dung đẹp đạo trong đồng bào công giáo. Mặt trận Tổ quốc luôn coi cái việc tuyên truyền vận động phối hợp với các vị tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các vị chức sắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác của mình. Mặt trận Tổ quốc thông qua nhiều cái hình thức nội dung phong phú như là tuyên truyền thường xuyên thăm hỏi động viên, mời các vị tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn và động viên khen thưởng, đã tạo được cái mối quan hệ gần gũi thân thiết với các vị tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và các vị chức sắc tôn giáo, đã góp phần tạo được cái sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Những người có uy tín chức sắc chức việc là những người hiểu rõ địa bàn, phong tục tập quán, là hạt nhân đoàn kết tập hợp nhân dân. Động viên và phát huy tốt vai trò của những người có uy tín chức sắc chức việc sẽ là nhân tố quan trọng trong việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng 2 năm 2019, sau gần nửa năm, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra địa bàn 26 huyện thị xã thành phố trong tỉnh, gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn hộ chăn nuôi và một số trang trại tập trung trong tỉnh. Điều đáng nói là phần lớn các ổ dịch đều bắt đầu từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi mà quy trình chăn nuôi an toàn sinh học hầu như chưa được áp dụng hoặc đã áp dụng nhưng còn lỏng lẻo. Do vậy, hơn lúc nào hết, đây là thời điểm để các nhà quản lý, người chăn nuôi nhìn nhận lại những hạn chế của hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ để tập trung cao hơn cho việc tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi trên địa bàn theo hướng bền vững. Phần trình bày của biên tập viên Lê Quỳnh ngay sau đây sẽ đề cập sâu hơn đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 123.000 hộ tham gia chăn nuôi lợn ở quy mô nông hộ. Chăn nuôi theo kiểu tận dụng thức ăn thừa, các phụ phẩm nông nghiệp vốn là phương thức chăn nuôi lâu đời của người nông dân. Và chính phương thức chăn nuôi này là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh dịch trên đàn lợn. Ngoài làm ruộng, ông Củ Văn Hùng ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn còn nuôi thêm một vài con lợn, coi như là có một khoản để dành. Do nuôi ít nên gia đình ông chủ yếu tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và thức ăn thừa để cho lợn ăn. Ở nông thôn thì thực mà nói là cũng xuất phát từ vấn đề coi như là cái tận dụng cái thức ăn dư thừa của chẳng hạn gạo này, rồi có thể là cơm ăn thừa, thế là mình chăn nuôi 1-2 con lợn để một năm tăng thêm cái thu nhập trong gia đình, thường thường năm được 2 lứa. Đây cũng là cách chăn nuôi của hầu hết các hộ dân trong xã Dân Lý.
toàn xã có tổng đàn lợn trên 800 con, không bằng một trang trại, nhưng lại có tới 305 hộ tham gia chăn nuôi. Chuồng trại thường liền kề với nhà ở, hàng ngày có nhiều người ra vào, lại thiếu kiểm soát từ khâu vệ sinh chuồng trại, lựa chọn nguồn gốc con giống cho đến thức ăn, nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Và khi đã nhiễm dịch bệnh thì khả năng lây lan cũng rất lớn. Chỉ sau 2 tháng kể từ ngày xuất hiện ổ dịch đầu tiên, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra đàn lợn của 80 hộ dân ở xã Dân Lý, hơn 200 con lợn đã phải tiêu hủy. Diện tích của Dân Lý thì nó rộng, mà các hộ là nuôi nhỏ lẻ. Cho nên là cái việc mà kiểm soát từ ở nơi con lợn đầu vào cho đến ở nơi cái thức ăn là nó rất chi là nó khó khăn, bởi vì nó không kiểm soát được. Mà mỗi một xã trên đến cái địa bàn này chỉ có một cán bộ thú y thôi. Thanh Hóa là tỉnh có tổng đàn lợn quy mô lớn, trung bình mỗi năm duy trì từ 1 đến 1,2 triệu con. Trong đó chăn nuôi theo hướng liên kết của trang trại, doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện truy xuất nguồn gốc xuất xứ chỉ chiếm 37%. Còn lại 63% là chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ. Thực tế cho thấy, phương thức chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ lẻ thiếu liên kết sẽ đem lại hiệu quả kinh tế không cao, trong khi rủi ro lại rất lớn. Ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tại xã Định Long, huyện Yên Định vào ngày 23 tháng 2 năm 2019. Sau gần 5 tháng, đến nay dịch đã lây lan ra 5.700 hộ ở 364 xã, 26 huyện thị, thành phố trong tỉnh. Số lợn bị tiêu hủy tính đến ngày 11 tháng 7 là gần 56.000 con, tổng trọng lượng gần 4.000 tấn. Hàng ngày số lợn bị tiêu hủy tại các địa phương trong tỉnh vẫn tiếp tục tăng. Phần lớn các ổ dịch đều xuất hiện từ những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Không chỉ dịch tả lợn châu Phi, thời gian qua dịch lở mồm long móng, dịch tai xanh đều xuất hiện đầu tiên từ những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Ngay cả những đợt có biến động lớn về giá lợn hơi thì những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thiếu liên kết cũng bị chịu tác động sớm và nặng nề nhất. Không chỉ riêng với đàn lợn, chăn nuôi nhỏ lẻ dù là gia súc hay gia cầm đều không thể đảm bảo tính bền vững. Do vậy, việc tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi là một đòi hỏi mang tính cấp bách hiện nay. Đặc biệt khi luật chăn nuôi có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, việc chăn nuôi trong khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu đông dân cư cũng sẽ bị cấm. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có hàng chục nghìn hộ không thể tiếp tục chăn nuôi vì không đủ điều kiện. Do vậy, đẩy mạnh chuyển đổi chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi quy mô lớn, theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học là xu thế tất yếu. Thời gian qua, với các chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, Thanh Hóa đã phát triển được một số mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, hiệu quả cao. Tuy nhiên, để tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ trong ngành chăn nuôi, vẫn cần có những giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt hơn. Trại gà giống công nghệ cao, chuỗi liên kết của Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia và Tập đoàn Mastergood của Hungary đặt tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân. Trại rộng gần 17 hecta, có quy mô nuôi 120.000 con gà giống bố mẹ nhập khẩu tại Hungary, sản xuất tại chỗ 20 triệu gà con thương phẩm một năm theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất từ phía đối tác nhập khẩu. Hiện giai đoạn 1, trại đang nuôi 60.000 con gà bố mẹ, tỷ lệ gà đẻ trứng đạt 95-97%. Do ứng dụng nghiêm ngặt quy trình sản xuất nên tỷ lệ gà nở đạt từ 93-94%. Tất cả các công đoạn trong sản xuất gà giống tại trại giống Xuân Phú tự động hóa gần như hoàn toàn và có hệ thống camera giám sát mà đối tác có thể kiểm soát từ Hungary. Toàn bộ gà thương phẩm sẽ được nuôi liên kết tại các trại vệ tinh đã được quy hoạch. Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia sẽ cung cấp giống, thức ăn, dịch vụ thú y, đồng thời thu mua sản phẩm để giết mổ chế biến tại nhà máy Việt Avit. Các sản phẩm sau khi chế biến sẽ xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Một sản phẩm cạnh tranh thì có 3 yếu tố cơ bản. Thứ nhất là tiêu chuẩn chất lượng, mà chất lượng trong ngành thực phẩm đấy là an toàn vệ sinh thực phẩm. Thứ hai là giá thành. Những cái điều kiện này là những điều kiện tiên quyết để thực hiện việc cạnh tranh. Và để tạo được hai yếu tố này thì bắt buộc vấn đề là công nghệ, vấn đề là khoa học kỹ thuật phải được ứng dụng thì việc này mới thành công. Thời gian qua, Thanh Hóa đã thu hút được những dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn như dự án chăn nuôi bò sữa của Vinamilk, TH Chumilk, dự án bò thịt Úc của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bá Thước, các dự án chăn nuôi lợn hướng nạc theo chuỗi của một số doanh nghiệp chủ trang trại, qua đó tạo nên những chuyển biến cả về hiệu quả sản xuất, quy mô và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
Tuy nhiên, sự chuyển biến này vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tế khi mà chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị ngành chăn nuôi. Trước mắt là cũng như lâu dài phải tập trung để phát triển 5 cái sản phẩm chăn nuôi có lợi thế trên địa bàn tỉnh để khai thác tiềm năng thế mạnh và gắn với cái chế biến tiêu thụ và đem lại hiệu quả kinh tế cao, như là chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, chăn nuôi lợn ngoại hướng nạc theo hướng kiểm soát an toàn dịch bệnh và giảm những nguy cơ lây nhiễm của một số cái bệnh trên đàn lợn, chăn nuôi đối với là con gà lông màu và nhóm cuối cùng là nhóm con nuôi đặc sản. Tuy nhiên, để mà phát triển được 5 cái sản phẩm chăn nuôi có lợi thế thì bên cạnh đó cái việc phương thức chăn nuôi cũng phải từng bước được thay đổi theo chiều hướng ngày càng thực hiện đồng bộ các cái biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị và đảm bảo tính bền vững, điều quan trọng đầu tiên là phải làm thay đổi được nhận thức, thói quen của người chăn nuôi, giúp họ tiếp cận được với các phương thức chăn nuôi mới, đảm bảo an toàn sinh học và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nhà nước cần có những chính sách đủ mạnh, đủ hấp dẫn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, tạo nên những đầu tàu để kéo cả ngành chăn nuôi cùng chuyển mình theo. Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ về hạ tầng vùng nuôi, hạ tầng giết mổ, chế biến và phân phối sản phẩm chăn nuôi. Tất cả các giải pháp này cần phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với sự chung tay của nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Khi đó, chúng ta không chỉ kiểm soát và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh, mà còn có thể tạo bước tăng trưởng đột phá về giá trị và hiệu quả ngành chăn nuôi của tỉnh. Tới đây, tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời chương trình Thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với cam kết giảm thuế cực mạnh, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA là cơ hội để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU. Với hiệp định này, Thanh Hóa có nhiều mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh như dệt may, da giày, nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, cơ hội sẽ chỉ đến với những doanh nghiệp có sự chuẩn bị kỹ càng. Doanh nghiệp dệt may này mới xuất khẩu vào thị trường EU đạt khoảng trên 10%. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, thuế xuất khẩu hàng dệt may sang EU đang ở mức bình quân 9,6%. Khi EVFTA có hiệu lực, thuế suất sẽ giảm dần về 0% trong vòng 7 năm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp muốn đẩy mạnh xuất khẩu vào EU. Tuy nhiên, để nhận được những ưu đãi, doanh nghiệp phải đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa. Chính vì vậy, doanh nghiệp đã rốt ráo chuẩn bị về nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tăng cường liên kết, sử dụng sản phẩm theo chuỗi để chuẩn bị cho các đơn hàng đi thị trường châu Âu được tốt hơn. Hàng vào châu Âu thì giá trị sản phẩm nó chất lượng cao và đa số là mặt hàng thời trang. Do vậy thì thay đổi mẫu mã và đòi hỏi chất lượng rất ngặt nghèo chứ không đại trà giống vào thị trường Mỹ. Mặc dù thế thì để đón bắt được những cái cơ hội này thì chúng tôi cũng có những cái cơ bản về đã chuẩn bị từ trước. Do vậy thì hiện nay thì công ty Trường Thắng có những cái khách hàng như là Camel, rồi khách hàng Polo đã đang triển khai và ký các hợp đồng lớn để triển khai và sản xuất. Không chỉ dệt may, các ngành hàng da giày, thủy sản, đồ gỗ cũng rộng đường vào thị trường EU hơn khi 99% thuế nhập khẩu sẽ được xóa bỏ theo cam kết. Chẳng hạn với mặt hàng ngao sò, hiện đang có mức thuế khá cao, lên tới 20%, sẽ được giảm về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. Để mà đạt được đi châu Âu, thì ngoài cái chính sách gốc xuất xứ đấy, rồi đến cái vấn đề là quy trình chế biến, quy trình sản xuất, rồi quy trình xuất không, cơ công, rồi kể cả đến với quy trình giám sát về an toàn thực phẩm, thì công ty cũng tìm ra những cái hướng cơ bản. Thứ nhất là đầu tư máy móc thiết bị, thứ hai là quy trình sản xuất, cái thứ ba nữa đó là phải kết hợp với những cái địa phương mà hiện tại đang cấp được lô lốt chất lượng. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cho rằng, để nắm bắt tốt cơ hội từ EVFTA, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa không chỉ cần am hiểu kỹ các quy định mà phải thực sự chủ động đầu tư cho con người, máy móc và công nghệ, cũng như thay đổi tư duy về thị trường, hướng đến những mặt hàng có giá trị gia tăng cao.
Ở VCCI Thanh Hóa của chúng tôi thì chúng tôi thường xuyên nhận được những cái yêu cầu về cái việc thẩm tra về xuất xứ đối với các mặt hàng xuất khẩu sang châu Âu. Đồng thời là cũng phải tìm hiểu thêm các những cái nội dung khác, ví dụ như về tiêu chuẩn kỹ thuật, ví dụ như về an toàn thực phẩm để đáp ứng được những cái yêu cầu của thị trường châu Âu. Thứ hai là các doanh nghiệp cần phải áp dụng những cái mô hình quản trị tiên tiến làm sao đấy để nâng cao cái hiệu quả quản trị. Nâng cao năng lực cạnh tranh và liên kết, hợp tác được xem là giải pháp để các doanh nghiệp tận dụng được những cơ hội từ Hiệp định EVFTA. Hiện đang là thời gian nước rút để các doanh nghiệp, ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Thanh Hóa tiếp tục tìm hiểu các nhu cầu, các tiêu chuẩn từ thị trường EU để có phương án tận dụng Hiệp định hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa có 610 hồ đập lớn nhỏ, trong đó trên 400 hồ đập đắp bằng đất hoặc mới được cứng hóa một phần. Trong đó có tới 131 hồ đập xuống cấp. Do vậy, việc vận hành thử cũng như có phương án quản lý, vận hành và xả lũ đối với các hồ chứa là biện pháp quan trọng đảm bảo an toàn cho công trình khi có tình huống mưa bão xảy ra. Hồ Đồng Chùa nằm trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có sức chứa hơn 12 triệu mét khối nước, cung cấp nước sản xuất cho gần 4.000 hecta đất canh tác, phục vụ nước sinh hoạt cho khu kinh tế Nghi Sơn và các huyện lân cận. Để đảm bảo an toàn cho công trình và an toàn xả lũ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi sông Chu đã chủ động xây dựng các phương án vận hành xả lũ cho công trình theo đúng quy định. Chúng tôi là kiểm tra máy móc, kiểm tra mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu và chúng tôi sẽ đấu mối với chính quyền địa phương để khi mà tình huống xảy ra là chúng tôi có thể là nhờ cái sự hỗ trợ của địa phương. Vật tư chúng tôi đã tập kết ở chân đập công trình, ví dụ như là cát, đá, dọ thép, bì xi măng và chúng tôi đầy đủ để khi mà bão lũ xảy ra, chúng tôi có thể là ứng cứu được kịp thời. Tại các công trình thủy lợi, thủy điện trọng điểm như Hồ Cửa Đạt, Hồ Hao Hao, Hồ Yên Mỹ, Hồ Sông Mực, nhiều giải pháp kỹ thuật cũng đã được các đơn vị quản lý và địa phương triển khai. Các đơn vị thủy nông đã thực hiện trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và các thông số kỹ thuật để đưa ra phương án tích hay xả lũ đúng tần suất. Khi mà có cái tình huống xảy ra là cái mưa cực đoan, và khả năng là xả lũ lớn về hạ du có khả năng sẽ gây ngập úng thì các chủ hồ là phải tuân thủ các cái quy định, phải thông báo sớm cho khu vực dân cư hạ du, đồng thời là có các cái phương án báo cáo với các chính quyền để có các cái xử lý được kịp thời. Đối với ngành chức năng chúng tôi thì luôn luôn theo dõi và cũng sẽ có cái tham mưu và có tham mưu cho cấp trên để có cái chỉ đạo, đồng thời là có cái chỉ đạo các cái đơn vị, các địa phương để vận hành theo như các cái kịch bản đã được xây dựng. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong mùa mưa bão năm nay, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xảy ra sớm hơn và tần suất cao hơn so với trung bình nhiều năm. Với hệ thống hồ đập nhiều, sức chứa lớn, đòi hỏi ngành nông nghiệp, các công ty thủy nông và các địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý, tính toán và thực hiện chính xác quy trình xả lũ để vừa đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế tác động tiêu cực đến sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi đã và đang gây ra những thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Trước thực tế này, hiện nay các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đang chủ động ra soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp người dân sớm ổn định sản xuất. 50 triệu đồng tiền vay ngân hàng cùng nguồn vốn tích lũy của gia đình đã được bà Hoàng Thị Xuân, xã Hỏa Lộc, huyện Hậu Lộc đầu tư vào chăn nuôi lợn. Lợi nhuận chưa thấy đâu thì cơn bão dịch tả lợn châu Phi đã khiến toàn bộ đàn lợn gồm 4 lợn nái, gần 20 lợn thịt của gia đình bà phải tiêu hủy toàn bộ. Gia đình cũng có thiệt hại bị tiêu hủy hết rồi thì bây giờ gia đình chỉ mong là nhà nước, ngân hàng, chính sách để quan tâm đến cái số đồng tiền vay vốn của bà con thì coi là để một là khoanh nợ lại để giúp gia đình một vài năm thì sau phục hồi được thì gia đình trả. Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại cho trên 5.700 hộ gia đình trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có gần 1.000 khách hàng đang vay vốn ngân hàng bị ảnh hưởng với thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Đa số các hộ vay vốn bị ảnh hưởng đều là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, vay các chương trình ưu đãi sản xuất nông nghiệp, vay vốn hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Khi bị thiệt hại, các hộ đều gặp khó khăn về nguồn vốn trả nợ, cũng như rất khó có nguồn vốn mới để tiếp tục chăn nuôi. Người dân thì bây giờ là vốn tự có lòng có. Chính vì thế là cũng
đa số bà con cũng rất vất vả về công tác phát triển đàn, tái đàn. Chúng tôi cũng đề nghị các cấp cũng tiếp tục là tạo cái nguồn vốn, tức là nó lớn hơn so với mức quy định hiện nay để cho bà con nhân dân tiếp tục phát triển. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hậu Lộc cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã qua đó để rà soát các cái đối tượng là vay vốn. Chúng tôi cũng đã xuống trực tiếp làm việc với gia đình và kiểm tra lại cái mức độ thiệt hại để có cái biện pháp khoanh nợ cho gia đình. Đối với các cái hộ mà có nhu cầu vay vốn mà có cái mong muốn để có cái vốn tiếp tục để sản xuất kinh doanh và tái cái đàn lợn thì chúng tôi sẽ tiến hành xem xét và cho vay bổ sung. Để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân vay vốn bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, nắm bắt tình hình của các khách hàng vay vốn chăn nuôi lợn. Đến nay, các ngân hàng cũng đã thực hiện giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng với dư nợ hơn 3,5 tỷ đồng. Ngành ngân hàng cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên dành nguồn vốn hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng tiếp tục sản xuất. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.